Mở đầu CD thơ, xin trân trọng kính mời quý vị cùng nghe bài Thương ca văn hóa giao thông, Hoàng Đức Tâm hát theo thể điệu, hát về Bình Trị Thiên. Giao thông văn hóa Việt Nam, hiền la vấn nạn, chẳng an, chẳng bé ơi bé biết lo toan, làm sao giải quyết chữ an toàn. Giao thông lớn lên thì bé quyết một lòng, quyết không vượt tuyến giao thông an toàn, quyết không. Không chứ chạy ẩu chạy can, chấp hành luật lệ mỗi lần lái xe. Đèn xanh đèn đỏ nhiều ghê, đèn xanh báo hiệu ta đi không dừng, đèn đỏ ta phải biết ngừng, không đi không chạy như từng thấy ai. Chạy nhanh đi ẩu gây tai, xảy ra tai nạn gây tai ương nhiều, làm sao ta phải biết điều. Làm sao chúng ta phải biết điều, biết nhường biết nhìn là điều cần ghê. Cứ tranh đi trước chán phè, xảy ra ùn tắc ai dè chậm hơn, vậy mà cứ thế xảy luôn, sao không suy nghĩ điều hơn chứ lợi nhiều. Thì ra ta thiếu một điều, giao thông văn hóa triệt tiêu chẳng còn. Bây giờ chỉ biết trông mong vào thế hệ trẻ mới hồng đổi thay. Đổi thay ý thức mới may, may ra thay đổi điều này bé ơi. Giao thông văn hóa là có rồi, trật tự đường phố chứ mới thời. Lề đường lấn chiếm như nay, xô bồ bát nháo hiện nay chẳng còn. Bây giờ ta mới chỉ hiên lòng, nâng cao dân trí chứ ắt hồng làm xong. Đừng kêu vênh vào nhà mới mong, để mới sống biết mình xấu xí chỉ một lòng đổi thay. Quyết tâm giáo dục từ nay, từ già đến trẻ phải thay đổi nào. Việt Nam ta sẽ tự hào, quyết tâm xây dựng điều nào tốt hơn. Văn minh văn hóa để giao thông, văn minh văn hóa giao thông là điều số một ta cùng dựng xây, dựng xây đất nước để tương lai mỗi người ý thức chứ từ nay phải làm từ việc nhỏ rất cần mới thành chuyện lớn. Việt Nam hùng cường, chấp hành luật lệ đi đường, chấp hành luật pháp chứ lẽ thường phải theo. Bé ơi bé cố bé yêu,
bé ơi với bé cô mà bé yêu, làm ngay việc nhỏ là điều trước tiên. Bây giờ chuyện lớn hiện nhiên, Việt Nam thay đổi đất liền xảy ra, giao thông văn hóa trên nước ta an toàn trật tự thật là đáng yêu.